không vấn đề gì cả. À, vừa coi phim vừa quan hệ có ảnh hưởng gì không? Trời ơi, vừa coi phim vừa quan hệ, bạn biết không, rất nhiều khách hàng của mình lạm dụng cái phim 18 cộng. À, các bạn ấy lạm dụng cái phim 18 cộng và các bạn vừa xem, các bạn vừa tự xử, hoặc là các bạn vừa xem, các bạn vừa quan hệ. Thì sao ạ? Thì nó dẫn đến cái nhiều rất nhiều hệ lụy xảy ra. Hệ lụy thứ nhất, các bạn nào quan tâm tới cái chuyện phim ảnh phim phim đen đen không ạ? À? Đó, cái hệ lụy thứ nhất là các bạn sẽ so sánh bạn gái mình với những cái diễn viên nữ trên phim. Các bạn có công nhận không? Các bạn công nhận bạn sẽ so sánh là tại sao mà bạn gái mình không được hấp dẫn và không được quyến rũ giống như là các bạn nữ ở trên phim ảnh.